Quý vị thân mến, như chúng ta cũng đã biết, trong vài năm trở lại đây thì phong trào chơi golf đang phát triển rất mạnh mẽ, kéo theo đó là sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng của các cơ sở vật chất cũng như các dịch vụ liên quan đến môn golf. Trong đó thì không thể không kể tới các sân tập golf. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công việc của một người quản lý sân golf. Đây là anh Nguyễn Nam Giang, người đang giữ vai trò quản lý tại Sibucha Golf Club. Tính đến nay, anh Giang đã gắn bó với công việc này được hơn 2 năm. Công việc của một quản lý sân golf thì rất nhiều các công việc nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, việc đầu tiên ở cái sân golf này đó là cần phải kiểm tra tất cả các cái hạng mục để sẵn sàng có thể phục vụ khách. Thông thường bên tôi trong một ngày có vài trăm golfer thi đấu thì một lượng bóng để chuẩn bị lên tới hàng chục nghìn bóng. Sân tập Sibucha là một sân tập có cái view rất đẹp, nhưng đổi ngược lại là chúng tôi không có sử dụng những hệ thống lưới chắn. Do vậy việc bóng bị thất lạc và đi khắp nơi là rất nhiều. Do vậy cái việc mà chuẩn bị bóng cho một ngày là tương đối vất vả. Khi mà bắt đầu cái công việc quản lý sân tập golf này thì tôi gặp khá nhiều những khó khăn. Khi đến với sân tập thì cái trang thiết bị mà dành cho các nhân viên thì tương đối gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi chưa sử dụng những hệ thống mà thu bóng bằng xe tự động và có người điều khiển. Các nhân viên phải sử dụng những cái thiết bị tương đối là thô sơ để thu bóng. Nhưng hiện nay thì sau quá trình 2 năm tôi trở về đây làm việc thì tất cả mọi phương tiện về thu bóng và xe chuyển bóng đã có đầy đủ. Và ngoài ra thì khu vực chip putt cỏ thật. Do vậy là việc của tôi là phải đi kiểm tra băng cơ đã đảm bảo chất lượng chưa, green như thế nào, có đảm bảo tốc độ cho các golfer để họ thực hành golf ở trên sân tập Sibucha. Là một quản lý ở sân tập thì tôi ngoài cái việc đáp ứng những cái cơ sở vật chất dành cho các golfer thì tôi phải luôn luôn dành thời gian để lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ khách hàng, những cái thắc mắc của họ và những cái mà họ đang gặp phải. Trong tương lai tới của sân tập Sibucha thì tôi có một vài những cái định hướng. Đầu tiên đó là việc đẩy mạnh phát triển về học viện. Định hướng thứ hai của tôi là tôi muốn mở thêm nhiều pro shop hơn. Tiếp theo tôi mở thêm một số các cái dịch vụ add-on dành cho khách. Và vấn đề thứ ba là chúng tôi rất muốn đó là mở rộng thêm được cái sân tập ra để đáp ứng được thêm cái nhu cầu của khách hàng trong những năm tới.